đánh con là vì thương cho roi cho vọt. Nó mới hiểu ra được vấn đề. Mà càng đánh thế thì chỉ khiến cho đứa trẻ cảm thấy là cơ thể nó không được tôn trọng và nó bị xâm phạm. À, rất là uất ức ạ. Bố mẹ chẳng nhẽ không bao giờ có điểm kém. Dừng ngay đi! Dám đến sợ con rồi đấy! Con gái lớn rồi, làm cái gì không đâu? Không sao. Bởi vì mắng dăm ba câu thì tôi nghĩ là nó cũng bình thường. Thì để cho chúng hiểu ra những cái việc mình làm không đúng. Khi làm sai thì mình phải mắng, mình phải chỉ ra thôi. Thấy buồn. Cảm thấy như là bố mẹ đang kiểu như là bắt nạt mình. Không bao giờ nghe cái lời bố gì cả. Con sẽ thấy rất là buồn và mất tình cảm bố mẹ. Con nghĩ rằng là bố mẹ không nên nói như vậy với con mình. Bởi vì dẫu dù sao thì con mình cũng đã hoàn thành hết sức rồi. Và cái gì cũng có giới hạn của nó thôi. Cảm thấy là mình đang bị tổn thương rất lớn về mặt về lòng tự trọng. Vậy so sánh với con bò rồi mà ngày nào bắt con uống sữa bò. Con bò cũng cần được tôn trọng chứ. Là vì mình quá tức giận, mình không kiểm soát được thì mình mắng. Cái cảm xúc của mình lúc đó thì nó là cảm xúc tự phát thôi. À, lúc đấy thì thực ra là mình tức quá thì mình nói như vậy thôi. Mình sẽ không bao giờ cho con mình lời giải thích. Thực tế là tôi không cho chúng giải thích. Mình đẻ con ra thì mình quá hiểu con. Con định nói gì hay con định làm gì thì mình sẽ hiểu. Mình sinh ra chúng, mình hiểu quá rõ rồi. Trên bất cứ lý do nào con mình giải thích mình đều không đồng ý. Bởi vì cái việc chúng nó làm quá sai rồi. Và nhiều lần như thế thì nó giải thích nó vô nghĩa. Em nghĩ là mình sẽ không được tôn trọng. Nếu như trong trường hợp là mình là người không phải là người sai thì theo con nghĩ rằng đương nhiên rồi, con sẽ giải thích. Đâu cứ phải là bố mẹ sinh ra bọn em thì bố mẹ sẽ hiểu hết được bọn em ạ. Bố mẹ mình mà còn kiểu không có nỗ lực cố gắng để hiểu được mình thì mình sẽ thấy rất là cô đơn, lạc lõng. Và thực sự là chẳng có ai mình có thể nương tựa và tin tưởng thật sự. Những cái ý kiến riêng cũng có những cái chính kiến riêng muốn đưa ra cho cha mẹ để xem xét. Nhưng mà cha mẹ không lắng nghe mình. Với em thì em thấy hầu như mình chưa làm gì sai quá. Thì bố mẹ nên lắng nghe con gái để thấu hiểu con hơn.